Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Cái đó bạn học chương trình, mình muốn cùng đội với cậu. Em cũng muốn cùng đội với anh. Em sợ Tôn Nhược Đồng sẽ bị anh làm liên lụy, không thể nào vào được nấp à. Quan hệ của hai người không phải là không tốt hay sao? Chỉ mấy người các 10 mà cũng muốn vào lớp A đúng là nằm mơ. Không bằng sớm đi theo Trần Thiếu của bọn tôi, đứng dưới đại thụ mới được hưởng gió mát. Tên Trần Phong này, thật muốn nhìn thấy dáng vẻ bị đánh bại của hắn. Đừng vội, để bọn họ vào khảo thí trước đi. Năm phút sau, mẹ kiếp, đây nào phải là giáo viên, ra tay cũng ác quá rồi đấy. Chân phải của tôi gãy xương rồi. Bọn họ, đấy là bị Cổ Thiên Dương đánh nhờ, ngay cả Trần Phong cũng bị đánh rồi. Tôi không muốn tham gia nữa, quá là đáng sợ rồi. Có hơi quá đó, chẳng qua chỉ là cuộc thi phân lớp, sao lại làm giống như là trận quyết đấu sinh tử vậy? Mẹ kiếm, tôi đường đường là đại thiếu gia của Trần gia. Nếu trường thanh đại của các người học đến người đến trường thanh đại của các người học đã là vinh hạnh của các người, lại còn gạt bỏ tôi. Nếu không phải ông nội của tôi nhất quyết muốn tôi đến đây, tôi sớm đã đến du học tại trường top đầu của nước Mỹ rồi. Trần Phong, đừng ở đó hỗn xược. Trần gia các cậu rất là hiển hách, nhưng nó không phải là giấy thông hành để vào đường trường võ thuật thanh đại. Mẹ kiếp, lão tử mới không thèm, lão tử muốn đi du học. Mau rời khỏi đây, đội tiếp theo tiến vào. Đi, đến lượt chúng ta rồi. Kẻ nát rượu này lẽ nào chính là giáo viên chủ nhiệm tương lai của chúng ta. Kinh quá đi. Người này có thể đánh Trần Phong thành như vậy chắc chắn là không đơn giản. Các em đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Quy tắc là chỉ cần chạm vào tôi thì tính là thông qua. Nhớ nấy, không cần hạ thủ lưu tình, bởi vì tôi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mình có thể nghe thấy được, âm thanh năng lượng chuyển động trong cơ thể của thầy ấy, rất là có lực. Xem ra thầy ấy say rượu là giả, chúng ta phải cẩn thận, theo sát mình. Được. Lên. Mình công hạ, Đường Sảo Vi công thượng, Nhược Đông ở giữa. Được. Anh à, phối hợp khá là ăn ý đó. Có chút thú vị, muốn tập kích tôi ư? Vậy thì đã sao, xem chiêu. Ba người các em mạnh hơn một chút so với những học sinh trước đó, nhưng muốn chạm vào tôi vẫn còn kém xa lắm. Thế nào rồi, không sao chứ? Không sao, động tác của ông thầy nát rượu này nhanh quá, chúng ta căn bản không thể nào chạm được vào thầy ấy. Mình có một cách. Là cách gì? Đường Sảo Vi, cô và tôi bao vây tấn công chính diện. Nhược Đồng ở phía sau giúp chúng ta dự đoán hành động của thầy ấy. Sau đó, ba đứa nhóc này ngược lại có chút thú vị. Tôi sẽ từ từ chơi với các em. Cổ Thiên Dương, thầy ấy sao lại chậm lại rồi? Lúc trước luôn tốc chiến tốc thắng, 10 phút giải quyết một nhóm cơ mà. Lần này thầy ấy không vội nữa à? Thầy ấy, đây là thấy hứng thú rồi. 8 phần là vừa ý ba em học sinh này rồi. Cứ đợi xem sao. Tốc độ của mình đã đến cực hạn rồi. Dùng Long Tức Chi Pháp,
mình cũng không thể nào đuổi kịp thầy ấy. Điểm nhanh nhẹn của thầy ấy rốt cuộc là bao nhiêu? Tên là Trương Trạch phải không? Tốc độ cũng được đấy, nhưng còn phải cố gắng hơn. 10, 9, 8, 7. Thế nào rồi? Đã hiểu rõ hành động của thầy ấy hay chưa? Cố đừng ồn. Bên trái. Được. Cái gì lại có thể dự đoán được vị trí di chuyển của tôi ư? Phi thân lùi về sau. Lại có thể dựa vào thính lực để dự đoán vị trí của tôi. Vậy tôi phải phản công rồi. Giải quyết em trước. Thầy trúng kế rồi. Nhu kinh thuật. Cùng nhau lên. Được. Nhu kinh thuật, đồ đệ của Bàng Thiết Hoa. Ơi, khí lực mạnh quá. Không tệ, không tệ. Có thể ép Thiên Dương thi triển ra phong trấn. Ba em rất là xuất sắc. Trận khảo thí này rất tuyệt. Cuộc khảo thí năm nay xem như đã không vô ích rồi. Ba người các em rất là thú vị. Chúc mừng ba em đã vượt qua cuộc thi phân lớp. Các em sẽ vào lớp A, đi theo thầy cổ Thiên Dương học tập. Chỉ có học sinh của lớp A mới có tư cách đeo huy hiệu màu vàng kim. Mình cuối cùng cũng lấy được rồi. Lần này mình có thể trở về khoe khoang với chị Nguyệt Ảnh một chút rồi. Thật là phấn khích. Tôi còn cho rằng ba người bọn họ sắp bị khiêng ra ngoài. Không ngờ người ta đã thông qua rồi. Châu bò quá đi, bọn họ là nhóm đầu tiên vượt qua cuộc khảo thí phải không? Nghe nói lớp A bình thường không có quá 5 người, bây giờ đã có 3 người rồi. Cũng chỉ là nói, chỉ còn lại 2 chỗ trống nữa thôi. Sự cạnh tranh của chúng ta càng khốc liệt rồi. Khảo thí xong thì về nghỉ ngơi sớm. 8 giờ sáng mai đến lớp A1 báo danh, đừng đến trễ. Vâng. Alo ba, con đã thông qua cuộc thi phân lớp. Bây giờ con đã là học sinh của lớp A rồi. Ba xem nên chuẩn bị mua gì để thưởng cho con đây. Trương Trạch, tối nay chúng ta còn đến ma vực hay không? Đi chứ, tối nay chúng ta tranh thủ vượt qua ma vực tầng 12. Ma vực tầng 12. Các cậu đều đã đến rồi, lỗi buồn. Mau để tôi mở mang tầm mắt kỹ năng nguyên tố phụ thuộc của cậu đi. Tôi sắp không chờ nổi nữa rồi. Lỗi buồn, cho bọn mình xem thử đi. Được. Nguyên tố phụ thuộc. Vũ khí của bạn đã thêm nguyên tố rồi. Thời gian duy trì là 30 phút. Nguyên tố lôi trong vòng 30 phút, tấn công của tôi đều mang thuộc tính lôi rồi. Không sai. Nhưng mà kỹ năng thiên phú này của tôi cũng có chút khuyết điểm, không thể nào chỉ định loại nguyên tố thêm vào, chỉ có thể thêm ngẫu nhiên, cho nên tôi cũng không biết lần sau sẽ thêm nguyên tố gì. Không sao, nếu như lần đầu tiên không phải là nguyên tố chúng ta cần, vậy chúng ta đợi kỹ năng thiên phú của cậu hồi lại, rồi thi triển lần nữa là được.